Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Thụy Sĩ vào dạng sáng ngày 7 tháng 12 để tranh một suất vào tứ kết FIFA World Cup. Dưới sự dẫn dắt của đầu tàu Cristiano Ronaldo đã để thua Hàn Quốc 1-2 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của World Cup vào ngày 2 tháng 12. Tuy nhiên, họ đã giành được vị trí của mình ở vòng 16 đội với tư cách là đội nhất bảng H. Thụy Sĩ đang chú ý đã giành được vị trí của họ trong vòng 16 của FIFA World Cup với chiến thắng 3-2 trước Serbia. Chiến thắng giúp họ về nhì bảng G và giành quyền vào vòng loại trực tiếp của giải đấu. Lịch sử năm lần gặp nhau gần nhất Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Bồ Đào Nha thắng 3 trận, Thụy Sĩ thắng 2 trận. Phong độ 5 trận gần nhất của hai đội tương đồng nhau khi cùng có 3 trận thắng và 2 trận thua, cùng điểm qua các cầu thủ nổi bật của hai đội. Bruno Fernandes, tiền vệ thuộc binh chế MU đang nổi lên là thủ lĩnh sáng tạo thực sự của đội tuyển. Anh hiện đã tham gia trực tiếp vào 4 trong 5 bàn thắng của Bồ Đào Nha tại World Cup năm nay. Sedan Sekiri, đã chơi 4 kỳ World Cup cho Thụy Sĩ, bắt đầu từ Nam Phi 2010. Trong màu áo đội tuyển Thụy Sĩ, tầm ảnh hưởng của Sekiri là rất lớn, anh vừa có trọng trách ghi bàn và cả kiến tạo cho đội tuyển. Tình hình lực lượng trước khi ra sân, Bồ Đào Nha và thị Sĩ sẽ đầy đủ lực lượng. Đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 trong khi thị Sĩ dự kiến xuất phát với đội hình 4 2 3 -1. Siêu máy tính phai thất ý ai dự đoán cơ hội giành chiến thắng đội tuyển Bồ Đào Nha là 62%, trong khi cơ hội thắng của đội tuyển thị Sĩ là 38%. Bồ Đào Nha đối đầu thị Sĩ vào dạng sáng ngày 7 tháng 12 trong khuôn khổ vòng 1 phần 8 World Cup 2022. Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 3 tháng 12. Thời điểm đó nhà cái địch kèo handicap ở mức 0.1 trên 2, theo Bồ Đào Nha ăn 0.94, chọn Thụy Sĩ hưởng mức lợi nhuận 0.99. Các cân thị trường trước giờ bóng lăn đang ít nhiều cho thấy xu hướng nghiêng về phía thị Sĩ. Minh chứng thể hiện qua việc nhà cái điều chỉnh điểm ăn cửa dưới theo hướng giảm, ngược lại là xu hướng tăng điểm cửa Bồ Đào Nha. Đến chiều 5 tháng 12, kèo handicap vẫn giữ ở mức 0,1/2 nhưng điểm ăn cửa Bồ Đào Nha đã tăng lên mức 0,97, lợi nhuận cửa Thụy Sĩ giảm xuống còn 0,96.